đi ra dòng chạy máy móc gì mới xài có một năm mà bây giờ dòng chạy thì dòng cà phê thì đắng. Anh ơi trời ơi mấy pha này hư lắm đó. Trời ơi anh giải quyết vấn đề đó rồi sao? Và anh yên tâm đi anh, bây giờ em mang cái máy này vô em kiểm tra cho anh rồi em sẽ đưa ra cái phương án tốt nhất cho mình, anh đi theo em. Rồi nhanh. Ơi em kiểm tra rồi cái máy pha của mình bị cạn rất là nhiều ở bên trong, anh không có vệ sinh bên trong gì hết. Ủa? Vậy trước giờ anh có vệ sinh không? Cạnh bên trong ừ thì có vệ sinh ở dưới nè, nó đóng cạnh cà phê ở dưới đây có ly ra nha, có. Rồi cái này á, ý của em á là cái cạnh này là cạnh bên trong anh ơi, chứ không phải là cạnh bên ngoài, chứ không phải là vệ sinh bên ngoài. Anh phải dùng cái dung dịch này nè thì anh mới tẩy cái cạnh với lại cái khoáng ở bên trong các dây dẫn ra ngoài được. Ủa cái này là dung dịch. Lúc mà bên em bàn giao cho anh có đưa cho anh cái lọ thuốc này nè, anh có vệ sinh không? Trước giờ anh có vệ sinh cái lọ này không? Còn nguyên luôn. Trời ơi, vậy là anh không vệ sinh rồi. Bây giờ anh phải vệ sinh máy móc bằng cái dung dịch này thì nó mới kéo dài tuổi thọ, rồi chất lượng cà phê nó không bị đắng, rồi chiết xuất nó mới ổn định được, cái dòng chảy nó không có kẹo được, chiết xuất nó có kia. Trời ơi, bây giờ vậy nè, bây giờ anh đang xài dòng máy pha cà phê nào á thì anh nói cho em sẽ chỉ cho anh một lần tổng quát hết mọi thứ cho anh và các bạn luôn. À, có nghĩa là mình sẽ vệ sinh lại phía bên trong đúng không? Vừa vệ sinh bên ngoài vừa vệ sinh bên trong luôn. À, vậy là có nghĩa là phải tháo hết dàn vỏ ngoài rồi đổ cái bột thuốc này lên. Trời ơi, anh lầy, em lầy anh. Ủa, sao? Nó không phải như cái tivi mà anh phải vệ sinh, anh phải tháo ra. Bây giờ cái công nghệ người ta nó hiện đại, anh chỉ cần bỏ cái dung dịch này vô cái tay cầm này thôi, rồi nó có một cái quy trình rồi, các bước rồi, nó sẽ xả ngược vô bên trong và từ bên trong nó sẽ tống cạnh ra bên ngoài cho anh. Nó đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ anh nghe em nha, em sẽ hướng dẫn cho anh một lần. Bây giờ cái cách bảo trì và vệ sinh máy pha cà phê á thì anh lưu ý cho em 3 điểm sau. Đầu tiên á là vệ sinh bên ngoài á thì anh chắc anh cũng rõ rồi. Thì anh sẽ vệ sinh bên ngoài, anh sẽ lưu ý cho em là vệ sinh 5 bộ phận. Đầu tiên là họng chiết xuất, là cái họng này nè. Đó, khi mà anh pha xong á, anh cứ tập cho em một cái thói quen là anh bấm cái nút xả này. Đó, anh pha xong anh bấm nút xả từ 2 đến 3 giây cho nó xả những cái cạnh ở bã cà phê ra. Rồi bộ phận thứ hai là bộ vệ sinh vòi đánh sữa nếu anh sử dụng latte hay là capu. Rồi bộ phận thứ ba là cái khay này, cái khay chứa nước này, sau một ngày anh làm việc thì anh mở cái này ra, anh đi vệ sinh cho em. Rồi bộ phận thứ tư là anh dùng cái khăn này anh lau cho nó sạch sẽ bên ngoài. Rồi bộ phận thứ năm là anh sẽ vệ sinh cái vỏ lọc này. Thì cái vỏ lọc này có rất là nhiều anh chị chủ quán quên là không vệ sinh, là mình phải mở cái này ra nha anh. Đó, mình mở ra. Đó, mình mở ra xong mình sẽ vệ sinh, mình sẽ chà sạch cái này để cho khỏi bị đóng cặn ở trong đây nha. Đó là bộ phận thứ 5. Rồi bây giờ cái vấn đề anh bị thiếu là vệ sinh bên trong á thì em sẽ hướng dẫn cho anh kỹ. Thì bây giờ khi mà anh vệ sinh bên trong là anh phải mua cái này nha anh. Cái đây là cái này là còn là thuốc vệ sinh. Thì anh sẽ bỏ một cái filter mù vô. Cái filter mù á thì khi mà bên em bàn giao máy cho anh thì bên em cũng đưa cho anh rồi. Anh bỏ cái filter này vô đây. À, hèn gì hồi đấy bàn giao thấy biết cái này nhưng mà thấy không biết làm gì nên bỏ xó luôn. Anh tưởng cái này là cái gì? Anh bỏ cái này vô đây đúng không? Anh bỏ vô. Quá, cho nên bỏ đấy luôn. Hay quá. Bây giờ anh bỏ cái này vô xong, anh cho một tí xíu khoảng 3 gam thuốc. Đó, anh bỏ cái thuốc vô đây. Rồi anh sẽ lắp cái tay cầm này vô cái hộp chiết xuất này. Đó. Rồi sau đó thì anh sẽ xả ngược cái dung dịch này vô bên trong máy. Và cái dung dịch này nó sẽ đẩy cái cạnh ở trong các dây dẫn ra bên ngoài cho mình. Đó. Đó là cái cách mà mình sẽ dùng thuốc để vệ sinh. Ngoài ra thì anh có thể bỏ thuốc rồi cho nước ấm vô một cái ca này. Rồi sau đó thì anh sẽ bỏ cái ca này ngâm cái vòi đánh sữa này để làm sạch sâu cái vòi đánh sữa này. Đó. Rồi cái thứ ba là trường hợp mà anh xài là hút tự động hay là châm nước đằng sau? Mình xài châm nước từ đằng sau luôn. À, nếu mà anh châm đằng sau á thì anh có thể là anh không cần quan tâm bước này. Còn nếu mà mai mốt mà anh xài máy pha cà phê mà có bình 20 lít như vậy nè. À, hút đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà sau một tuần thì anh phải vệ sinh cái bình này để cho khẩu bị đóng cặn ở bên trong cái bình này nè. Đó, nó làm dơ cái nước của mình đi. Đó. Rồi cái phần thứ ba là anh sẽ cần lưu ý là cái phần mà bảo dưỡng định kỳ. Ví dụ như là anh cần phải xem coi là cái ron của mình, cái ron của máy pha cà phê á, nó nằm ở đây nè. Đó, nó nằm ở trong cái phần này. Thì tầm 6 tháng cái ron nó sẽ bị hư, thì mình sẽ cần phải thay cái phần linh kiện này. Ngoài ra thì anh xem coi là các van, từ van ngã của mình nó có bị chảy nước ở ngay đây hay không. Nếu mà nó bị chảy nước ngay đây thì khả năng cao á, là cái van của mình nó có vấn đề. Đó. Thì đối với cái dòng máy pha cà phê mà giá tầm từ 16 triệu đổ xuống, như là Gemini 3002B, hay là Gap Gia, hay là Breville 870, thì hay bị cái van ở ngay khúc này. Còn đối với các dòng cao cấp hơn như là Casario, ví dụ như là cái dòng này, ví dụ như là dòng Casario này, hoặc là dòng Carimali, hoặc là Nova của dòng một đúp mà cao cấp á, thì nó ít bị cái van hơn. Nhưng mà cái dòng cao cấp này á, anh vẫn phải vệ sinh máy pha hàng tuần nha. Rồi bây giờ ngoài ra em cũng góp ý cho anh là khi mà mình sử dụng nước để mình châm đằng sau máy, hoặc là mình hút từ cái bình này á, thì mình nên sử dụng nước tinh khiết, tránh các kim loại nặng để làm mình cho cái bộ lọc của mình nó tốt hơn. Đó. Rồi bây giờ cái máy pha của mình á, là bên em đã vệ sinh cho mình một cách miễn phí rồi, thì anh mang về anh sử dụng bình thường. Và anh lưu ý là nhớ vệ sinh hàng ngày, hàng tuần và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận cần thay thế nha. Rồi ok anh. Cảm ơn anh.